Dạ vâng, con xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đang xem trên kênh Hương Gừng Vlog. Và con xin chúc cho cô chú anh chị và quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc. Hôm nay là buổi sáng của ngày 22 tháng 7 năm 2024. Con cũng vừa cập nhật được một vài thông tin mà muốn chia sẻ đến mọi người, đến cô chú cũng như là đến quý vị. À quý vị ơi, cô chú anh chị ơi, thì một thật là bất ngờ, thật là bất xúc và thật là không nói biết nói gì hơn. Khi mà một người đã tu tập ở một cái ngôi chùa mà vì một đứa trẻ nó chỉ gờ một chiếc xe thôi, đã tác động vật lý vào nó đã khóc lóc rất là nhiều, không thể nào mà bức xúc hơn được, không thể nào mà bức xúc hơn được. Tại vì hồi sáng con cũng đã đưa thêm một thông tin, đó là có một người ở thành phố Hồ Chí Minh đã tác động vật lý lên hai nhà sư, mà tác động vật lý rất là nặng, nghe vài văn tộc chữ thầy rất là nhiều, cho nên thì cũng mới đưa tin thôi. Thì hôm nay bữa nay khoảng tầm nửa tiếng trước con lại tìm được một video mà của một cái người quay lại. Thì lý do vì sao mà cái nhà sư này tác động vật lý bé trai này và nguyên nhân gì mà dẫn đến như sự việc này và đến mọi người quá bức xúc thế này, thì cô bác chị mình cùng vào xem video với em để mà chúng ta cùng tìm hiểu lý do vì sao mà một nhà sư, một vị tu hành, một người lớn, một người cũng gọi là có thể là có nhận thức, biết nhận thức mà lại tác động vật lý một đứa trẻ như vậy. Chúng ta cùng vào xem video với anh nha. Không ngờ luôn á, con đi chùa này thường xuyên mà không ngờ luôn á, một đứa nhỏ chỉ biết đụng cái xe của thầy thôi mà thầy tán cái mặt nó, con không không ngờ luôn á. Trời ơi, có con không lấy được đâu. Trời, con không ngờ luôn á, con đi chùa này thường xuyên mà không ngờ luôn á, một đứa nhỏ chỉ biết đụng cái xe của thầy thôi mà thầy tán cái mặt nó, con không không ngờ luôn á. Vâng thưa quý vị ơi, quý vị vừa xem một đoạn video mà ba hoặc mẹ của bé này đã quay lại. À, vì một lý do mà vô lý, cực kỳ vô lý luôn cả nhà, mà lại tác động vật lý lên một đứa trẻ nhỏ như thế, không thể nào chấp nhận được. Chúng ta cần lên án vụ việc này rất là nhiều. Cô bác anh chị mình thấy thì một nhà sư đã tu hành thì người ta phải có một phẩm chất và cái đạo, cái hạnh rất là cao để gọi tôn trọng việc là cái nhà sư hoặc là ngài đó, cái từ ngữ của chúng ta tôn trọng. Còn tu tập mà vẫn còn đầy nghiệp, cái đạo đức thì không có, thì chúng ta có nên là đi tu hay không, đó là một chuyện rất là quan trọng. Nếu như vậy thì chúng ta cũng quay về hoằng tục đi, đó là cái chuyện bình thường thôi. Đâu ai ép buộc mình đi tu đâu. Đi tu rồi mà vẫn tác động vật lý lên đứa trẻ nhỏ vậy, chúng ta có nên hay không, đó là quyền quan trọng rất là lớn, đúng không cả nhà? Và các anh chị thấy thì đã tác động vật lý thẳng vào mặt của em trai này, bé trai này, thì theo một cái quyền trẻ em của Liên ước, Công ước Liên Hợp Quốc á, là quyền trẻ em, quyền con người đó, thì nếu mà cái hình phạt thích đáng cho một cái ông sư, cái ông này đi, cái ông sư thì cái ông sư này đó thì rất là nặng. Tại vì cô bác anh chị biết là trẻ em là một là những cái người mà cần bảo vệ, và những cái Công ước Liên Hợp Quốc và cái quyền bảo trẻ vệ trẻ em, quyền con người vì trẻ em là rất là cao. Chúng ta không thể nào vì một chuyện như vậy, có thể chúng ta gầy la em nó được, la với nó đúng cho nó hiểu, còn đằng này tác động vật lý là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Tại sao không phải đơn giản vì ngày 1 tháng 6 mà cả thế giới lại vinh danh là cái ngày thế ngày của thiếu nhi, ngày 1 tháng 6, và cái ông sư này ông đã có những cái hành động mà không thể nào chấp nhận được, các bác anh chị. Và mẹ có hỏi mẹ của ông ta, mẹ hoặc cha của em bé trai này cũng có hỏi mấy lý do. Thật ra là mẹ của và cha của em trai này rất là bình tĩnh cả nhà, hỏi lý do đàng hoàng, chứ nếu mà người ta nóng quýnh con người ta vậy, có thể người ta cũng rất là bức xúc, đúng không? Nhưng mà người ta vẫn rất là bình tĩnh khi người ta hỏi sư này. Nói chung cô nói thật, em nói thật với các anh chị mình, và
những cái chùa chuyền, đó là những cái nơi mà người ta hiện tại là người ta đang rất là phẫn nộ, người ta không còn đặt cái niềm tin ở đó nữa. Từ khi Sư Minh Tuệ xuất hiện thì người ta đã biết thế nào là một bậc chân tu, và biết thế nào là những cái nơi mà chúng ta cần đến, và những cái nơi mà chúng ta cần thiện nguyện cũng như là cúng dường. Chứ không phải mà bây giờ cô bác anh chị mình thấy đó, ngày xưa thì chúng ta gọi là có thể gọi là u mê mù quáng đó. Mù quáng u mê tại vì chúng ta mọi người chúng ta bị cái tội ma tăng, con chó ma vương đó, nó vẫn dắt và nó dắt mũi chúng ta. Còn bây giờ thì các anh chị thấy Sư Minh Tuệ xuất hiện là chúng ta lấy Sư Minh Tuệ để chiếu gọi những cái tên đó, bây giờ nó lộ ra hết trơn rồi các anh chị, lộ hết trơn. Và những cái ngôi chùa lớn và những cái chuyện lớn, những cái ngôi chùa lớn nhất nhì ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại nó vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn, và nó đã làm hàng rào lại mà nó không cho người ta khác vào quay chụp, quay video hoặc chụp bất cứ gì hết. Và không may cho cái anh này có thể là chịu theo cái bộ cái mà cái luật pháp hiện hành của Việt Nam ta, thì cái anh này, anh trai này tác động vật lý vào cái anh sư này đó, nhưng mà anh sư đi, cái ông sư này đó, ông tác động vật lý vào một đứa trẻ em như thế thì ông ta có chịu trách nhiệm hình sự hay không? Đó là một điều mà rất là dễ chịu trách nhiệm hình sự nha, tại vì trẻ em là chúng ta không tác động vật lý được đâu. Và ví dụ như bây giờ hiện tại là ông ta đã tán vào mặt như thế thì có clip, có hẳn hồi và có những cái độ video chính xác như thế thì có lẽ là ông ta sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt. Đó là chuyện tất nhiên rồi đó các anh chị. Và một điều thứ hai em nói các anh chị mình, tiền cúng dường, tiền tam bảo và chiếc xe của ông ta hiện tại mà đứa bé nó xào vào đó, mà ông ta tán đó, ông ta tác động vật lý đó, thì chưa chắc vì ông ta đã dùng tiền của ông ta mua. Cái tiền đó đôi khi là cái tiền của những nhà hảo tâm, những người cúng dường, những người thiện nguyện để mà cho chùa, cúng dường cho chùa. Không hiểu lý do gì mà ông này ổng làm những cái động thái như thế, cái hành động như thế. Rất là đáng lên án các anh chị. Rất là đáng lên án. Khi mà trong cái sự phẫn nộ giữa cái lòng Phật tử, hiện tại là người trong những cái lòng Phật tử, những người Phật tử họ đã mất niềm tin ở mà giáo hội Phật giáo. Rất là mất niềm tin ở giáo hội Phật giáo. Nhưng mà bây giờ những cái sự việc như thế này mà đưa lên nữa, đưa lên mạng nữa thì người ta càng căm phẫn hơn và người ta càng sợ, nói chung là sợ luôn. Sợ những ông thầy, những cái vị mà tu hành mà phát áo cà sa đó, những ngôi chùa lớn đó, hoa mỹ, dùng những từ ngữ hoa mỹ để mà dẫn dắt người khác vào những cái ý nghĩa của ông ta là cúng nhà, cúng vườn, cúng chùa, kê gì đó, vân vân. Đó, chúng ta thấy rất là bức xúc ha. Thì cuối video thì em xin chúc cho cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, thân tâm vạn lạc. Chúng ta nên truyền tải những thông điệp này đến mọi người, tại vì các anh chị biết là trẻ em là như búp trên cành, trẻ em là những cái người mà được cả thế giới bảo vệ và quyền của trẻ em rất là cao. Mà ông sư này là tác động vật lý vì một lý do là vô cùng tào lao luôn, vô cùng vô lý. Đó, các anh chị mình thấy đó. Rồi thôi, em xin chào cô chú anh chị mình, chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Xin chào, hẹn cô chú anh chị mình ở video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.